bắt đầu chị sẽ đi vô chợ. Chợ mới người ta đang làm thêm á, gà đông lắm. Chợ mới Bình Lương nghe cả nhà thì chị quay qua chợ mới Bình Lương nghe cả nhà, cũng có nhiều người vô trong chợ rồi đó mà nhưng chưa có bán được. Đây là bên hàng rau cải bán đồ tươi nè quý cô bác. Đây là bên rau cải bán đồ tươi. Bán được không cô? Thế à? Chợ mới mà bán thì cũng phải từ từ. Này là ta kêu là chợ đêm này quý cô bác. Chợ này là ở ngoài này là ta kêu là họ xây cắt lên đây là để bán chợ đêm đó quý cô bác. Khuôn viên chợ rất rộng nha. Rất rộng nha, đi xa lắm nha.